Nó mềm mềm anh ơi. Nó mềm mềm. Dạ, có vẻ nó vô hại nha. Cảm giác như là mượt. Mượt như lời mẹ đang kể về con gái của mình. Cứ chừng. Là cái gì ạ? Anh ơi, em giờ tới cái chớp nhọn của nó rồi. Trời ơi, nó tới 4 cái chớp lần anh ơi. Từ từ nha, từ từ. Mình kéo từ từ. Đó là đây là một sắp vải lụa bung bóng. Thấy chưa? Đã ban triều điện. Cái này là gọi là báu vật của con gái của mẹ. Dạ. Để mà gửi đến con. Cái này là màu trắng, tượng trưng cho sự trinh trắng của một người thiếu nữ. Thì con gái của mẹ nó rất là xứng đáng. Cái thứ hai nữa, em đã làm nghề mai thời trang. Đây là vải trắng tạo ra những mẫu áo sơ mi. Con là làm nghề MC. Rồi con hay đi ngoại giao nhiều nơi. Thì cái áo trắng này là cái áo trắng tinh khôi của em tặng cho con, để mà con làm hành trang để bước tới những thành công. Cảm ơn Trang. Rất ý nghĩa. Một lời nhắn nhủ nhẹ là anh ơi, đi đâu hãy mang thiếp theo cùng. Tôi là mẹ của Huyền Trang. Huyền Trang năm nay là 19 tuổi. Em nó rất là năng động và dễ thương. Tính tình em rất là hòa nhã. Hồi thường thường MC á, thì mọi người cũng biết là đi làm về rất là khuya. Mà khuya thì em sáng ngủ dậy á, tầm khoảng chừng 8 giờ hơn. Mẹ thấy con chưa dậy thì đi vô phòng mà gọi con dậy. Khi mà gọi con dậy á, em nó còn đang ngáy ngủ. Mẹ đập dậy thì con bật dậy một cách rất là tự nhiên. Nói mẹ ơi con dậy rồi. Nhưng mà khi mà mẹ quay lưng đi á, thì con lại nằm xuống ngủ tiếp. Trời ơi, ngáy o o luôn á. Nhìn rất là dễ thương. Huyền Trang của cô á, thì nói chung em đã 19 tuổi, cũng đã trải qua hết hai mối tình rồi. Nhưng mà cái đó là mối tình của thời học sinh thôi. Với lại cái công việc của em á, rất là bận rộn. Nhiều khi công việc của em đam mê quá thì không có thể nào hẹn. Chẳng hạn như hẹn cái anh này là đi uống nước. Nhưng mà tới giờ đi làm rồi thì em phải đi làm thôi. Cứ lỡ hẹn với bạn bè như vậy đó. Thành ra bây giờ em mới độc thân như vậy. Nói chung á, con gái của mẹ rất là dễ thương, bướng bỉnh. Nhưng riêng cái tính cách mà chọn người yêu á, thì Huyền Trang là chọn một người đàn ông chững chạc nè, biết lo cho gia đình, biết thương yêu em và biết chăm sóc cho mái ấm của mình sau này. Chỉ đơn giản vậy thôi là em ấy đã cảm thấy vui rồi. Gia đình của mẹ thì không có yêu cầu gì lớn lao hết. Nếu mà thương con của mẹ thì có thể là về nhà quản lý cái công ty mai. Tại vì nhà mẹ có một cái công ty mai nho nhỏ, thì con về con quản lý và phụ với lại vợ con. Mọi con sông lớn đều chảy về biển cả. Nhưng nếu con chọn Trang thì Trang sẽ là con sông nhỏ chạy ngược về phía con. Theo lịch sử loài người, chưa có con sông nào chảy ngược. Nhưng trong tình yêu, mọi thứ đều có thể xảy ra. Vậy thì nhà trai sẽ đặt câu hỏi gì? Xin hỏi bên chị, bên đàn gái là năm nay cháu 19 tuổi phải không chị? Dạ. Dạ. Thì hồi nãy tôi có nghe chị nói là cháu cũng hơi bướng bỉnh. Mà cháu nó nói là thợ may mượt mà tại sao bây giờ phải bướng bỉnh vậy? Em thì dịu dàng nhưng mà cũng có những lúc phải bướng bỉnh. Nhưng mà bướng bỉnh của em rất là dễ thương. Chẳng hạn như là ngủ dậy muộn, rồi mẹ kêu dậy thì không dậy. Cái đó là mẹ cũng cho là cái tính hơi bướng bỉnh. Nhưng mà khi dậy rồi á, thì lại chạy lại ôm mẹ. Mẹ nheo là mẹ ơi có đồ ăn sáng cho con chưa. Nhưng mà trong khi đó là đã 9 giờ mấy 10 giờ sáng rồi. Em nhà mình là có biết về nội trợ hay là có hay phụ mẹ về những việc gia đình không ạ? Nói chung là em rất thích nấu ăn. Những ngày lễ á, thì chỉ có đi MC làm buổi tối thôi. Còn ban ngày thì công ty sẽ nghỉ thì em sẽ ở nhà nấu ăn cho gia đình. Thì anh nghĩ thế nào với một cô gái mà bận rộn công việc như em? Thì không biết là anh có chấp nhận được cái một người phụ nữ mà là giỏi công việc ngoài hơn? Thông thường là em hay rảnh vào lúc nào? Thứ hai hoặc là thứ ba. Cuối tuần lại không rảnh đúng không? Dạ đúng rồi. Anh cũng là một chủ doanh nghiệp thì anh cũng cảm giác là những cái ngày thường ngày cuối tuần mình cũng sẽ không thể nào rảnh được. Thì anh cũng hy vọng là nếu có cơ hội thì mình hoàn toàn có thể là mình sắp xếp được công việc và thời gian. Thì không biết là sở thích của em là gì? Thì em thích đọc sách cũng như là nấu ăn. Em thích tập gym không? Dạ có, em có tập ăn. Rồi. Thế thì nói chung là mình chia sẻ rất nhiều là điểm chung. Có một cái là anh hơi khó tính một chút. Em cũng chia sẻ một chút là em ở nhà em rất là khó tính. Khó tính. Em khá là kỹ về kiểu như là phải ngăn nắp.
em phải nhanh. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là nhà là phải nhanh và sạch đúng còn không? Còn về công việc em thì phải kiểu như rất là đâu ra đó, rất là khó tính kiểu. Em có yêu cầu bạn trai phải biết làm cái gì không? À, dạ không, em nghĩ mình làm điều gì mà mình cảm thấy vui nhất là được rồi. Hết giờ. Okay. Em rất bản lĩnh, rất là sắc sảo, không ngại thể hiện cái yêu cầu và cái điều kiện của mình, chứ không chỉ là đến đây để cho người ta chọn mình. Bao cao su Tam Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Tam Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.